Phố ông mua vợ đẹp. Ngày xưa, ở vùng đất nọ, có gia đình mẹ quá, con côi, hoàn cảnh nghèo khó vô cùng. Đứa con gái ngày một lớn càng xinh đẹp nết na, bà mẹ ngược lại ngày một già nua, đau bệnh triền miên. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô con gái luôn hiếu thảo và hết mực chăm sóc cho mẹ mỗi khi bà trái nắng trở trời. Mẹ ơi, hôm nay mẹ ở nhà đi, thời tiết càng ngày càng nắng gắt, đến cây cối còn không chịu được mà héo úa cả đi. Sức khỏe của mẹ đã yếu, mẹ còn ra đồng nữa thì làm sao mà chịu được. Con gái à, mẹ biết con lo lắng cho mẹ, nhưng con xem đi, cả hai mẹ con ta cùng đi làm thuê mà ngày qua ngày còn thiếu ăn. Giờ mà mẹ ở nhà thì một mình con gắng gượng sao được. Không được mẹ ơi, sức khỏe của mẹ nhất định sẽ không chịu được đâu. Con yên tâm đi, khi nào mệt quá mẹ sẽ dừng tay nghỉ ngơi. Mẹ con ta đi làm thôi con, không đến muộn lại bị cắt bớt tiền công nữa thì uổng lắm à. Nào đi thôi. Nắng nồi nóng bức thế này mà phải sang nhà quan huyện, thật là bực mình mà. Sao trời không bớt nắng một chút đi cơ chứ? Kia là ai? Nhan sắc quả là không tầm thường. Dạ, con gái ấy là con bà Mão trong làng. Mẹ con cô ấy làm thuê cho nhà ta từ lâu rồi mà ông. Đã làm lâu mà sao không bẩm báo ta? Dạ, chắc từ hồi xưa cô ấy còn nhỏ ông không để ý, giờ mới lớn thành thiếu nữ, ai dè lại xinh đẹp như vậy. Chắc vậy, hóa ra nhà ta có đầy tớ đẹp đến vậy. Bà Mão ơi, bà Mão. Dạ chào bà, chả là tôi thay mặt ông Phú đến có chuyện muốn thưa với bà. Có chuyện gì vậy chú? Dạ, tôi cũng xin nói thẳng cho nó dễ hiểu rằng là phúc đức cho nhà bà có cô con gái vừa mắt ông Phú. Ông Phú muốn cưới cô ấy về làm lẽ, vậy nên tôi chạy đến để báo với nhà bà một tiếng. Trời ơi, xin cậu về báo với ông Phú rằng chúng tôi chỉ là phận người làm thuê, còn con gái tôi tuổi vẫn còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện dựng vợ gả chồng đâu. To gan. Dạ thưa ông, con đã nói hết nước hết cái, vậy mà cái nhà bên ấy thật là cứng đầu cứng cổ, kiên quyết không chịu nghe ông ạ. Dám coi thường ta, có phúc mà không biết hưởng. Đã thế từ nay không thuê nhảy làm nữa, người cũng đi các nhà khác trong làng nói không ai được thuê họ, ta xem họ sống ra sao. Giờ cả làng chẳng ai thuê mẹ con mình nữa, trong nhà đến một hạt gạo cũng không còn. Mẹ thì đang ốm, cứ thế này thì chắc chắn bà không thể chịu được. Mẹ ơi, mẹ ăn một chút đi. Con cũng ăn một chút đi, đã mấy ngày nay con nhịn rồi còn gì. Con vẫn còn khỏe, còn lo được. Mẹ cứ yên tâm đi, mẹ phải ăn vào thì mới nhanh khỏi ốm được chứ. Mẹ đang ốm mà chỉ có cháo loãng thế này thì biết đến bao giờ mới khỏi. Chỉ còn một cách thôi. Xe bà đến kìa, phải đi báo ngay mới được. Dạ thưa ông, hôm nay tôi đến đây là muốn thưa với ông một chuyện. Có chuyện gì mau nói đi. Chẳng là tôi hoàn cảnh nghèo khó, nay mẹ già lại ốm đau bệnh tật, tôi xin ông mở lòng từ bi để cho mẹ con tôi một con đường sống. Nói vậy chẳng bảo rằng ta trước đã ức hiếp mẹ con nhà cô hay sao? Dạ tôi không dám ạ. Ta đây trước nay cũng muốn giúp đỡ nhà cô, nhưng là nhà cô từ chối, giờ lại định đổ vạ cho ta sao? Dạ nếu ông đã thương tình, xin nhẹ tay với mẹ con tôi. Cô đã đến tận đây thưa chuyện, ta cũng không muốn làm khó gì nữa cả. Đây mẹ cô lại đang bệnh tình như thế,
Nếm tình ta sẽ cho cô mượn thúng gạo về chăm lo bồi dưỡng cho mẹ. Trong 3 tháng, nếu cô không trả đủ thì cô sẽ phải về làm lẻ ở nhà ta. Cô có chịu không? Đúng là chẳng còn con đường nào nữa rồi. Thôi thì cứ lo cho mẹ trước cái đã. Dạ vâng, xin được như ông sắp xếp ạ. Mượn được gạo từ lão nhà giàu, cô gái vội vã về lo cho mẹ, nhưng lòng nặng trĩu vì món nợ đã vay, không biết rồi sẽ dựa vào đâu để mà trả. Còn người mẹ, thấy con hàng ngày bón cho mình bát cháo đặc thay vì cháo loãng, bà cũng thầm hiểu được nguồn gốc của số gạo là ở đâu. Bà nuốt từng thìa cháo mà lòng nghẹn ngào, cõi lòng cứ thêm trĩu nặng, khiến bệnh tình của bà chẳng hề thuyên giảm mà còn thêm phần nặng hơn. Cho đến một ngày: Con gái à, mẹ xin lỗi con gái của mẹ lắm, sợ rằng mẹ chẳng thể qua khỏi được đâu. Để con ở lại một mình, chẳng còn sức lực bảo vệ cho con thế này, lòng mẹ thật chẳng chút nào yên. Mẹ, nhất định mẹ phải cố lên. Con của mẹ, khi mẹ không còn nữa, con hãy ráng mà giữ mình. Không làm thuê được cho làng thì hãy sang làng khác mà làm thuê, chịu khổ một chút con ạ. Nhưng mà gắng sống sao nghèo cho sạch, rách cho thơm. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ. Biết tin mẹ cô gái qua đời, tên nhà giàu liền sai người sang giả vờ an ủi, đồng thời thúc giục về món nợ, với mong muốn cô gái sớm gật đầu đồng ý về làm lẻ cho hắn. Tôi biết cũng đã sắp đến ngày phải trả món nợ mà tôi đã vay, nhưng mà mẹ tôi vừa mới mất. Xin chú hãy về nói lại một tiếng giùm tôi rằng hết tang của mẹ, tôi nhất định sẽ trả nợ mà. Tin rằng sắp có được vợ đẹp, lão nhà giàu thích chí vô cùng. Mẹ à, sao mẹ lại bỏ con đi, để lại mình con bơ vơ ở cõi đời này? Dù có thế nào, con cũng vẫn sẽ vâng lời mẹ, đói cho sạch, rách cho thơm. Vì quá đau buồn trước sự ra đi của người mẹ, cô con gái khóc ngày khóc đêm, đến mức kiệt sức mà qua đời. Thời gian trôi qua, trước cửa nhà cô gái mọc lên một loài cây lạ, có tán cây xòe ra xanh mượt như mái tóc của cô gái. Trên cây cao có rất nhiều quả cho nước trong vắt, ngọt liệm, và cùi thì trắng và rất thơm. Người làng nói với nhau rằng dòng nước của trái này ngọt ngào và trắng trong như tâm hồn của cô gái, quyết tâm giữ mình nhưng còn món nợ chưa trả, nên trong trái cây có cùi trắng như màu những hạt gạo. Đó là số gạo mà cô đã mượn còn nợ, mà lúc còn sống cô chưa trả được nên muốn trả lại. Cái cây lạ vẫn xanh tốt và cho trái, dù thời tiết có nắng nóng và khô hạn đến đâu chăng nữa. Có trái cây này, người làng vừa không sợ đói, không sợ khát nữa. Họ đặt tên cho cây đó là cây dừa. Trung thu có ba. Ba ơi, ba dậy đi chơi với con đi. Các con chơi với nhau đi, để ba nghỉ một lúc. Ba mệt quá. Ba... Alo. Dạ, ngay bây giờ ạ? Dạ vâng, vâng ạ. Ai gọi vậy ba? Ông chủ vừa gọi ba phải đi chở hàng gấp bây giờ. Hai con chuẩn bị, rồi ba gửi sang bắt hoa hàng xóm. Ba lại đi ạ? Lâu lắm rồi ba mới ở nhà được một ngày, vậy mà... Chuyến hàng này đi xa, chắc phải mấy ngày ba mới về được. Hai con ở bên bắt hoa nhớ phải ngoan nha. Dạ. Bác Hoa ơi! Con chào bác Hoa. Ồ, ba cha con sang chơi đấy à? Chị cho em gửi bọn trẻ ở đây mấy ngày. Em có chuyến hàng gấp phải đi ngay bây giờ. Chú lại đi à? Hai đứa vào nhà đi. Anh Minh đang chơi trong nhà đó. Vâng ạ. Con chào ba. Ừ, các con vào đi. Nhớ phải ngoan nhé. Chú về với bọn trẻ mới được có một ngày mà lại phải đi sao? Vâng. Thì em cũng phải cố thôi, đi được chuyến nào hay chuyến nấy.
kiếm thêm tiền chăm lo cho bọn trẻ. Bọn trẻ mất mẹ từ bé, em không muốn chúng phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, phải cho chúng được bằng bạn bằng bè chị ạ. À, em gửi chị chút tiền lo cho bọn trẻ mấy ngày tới, đành phải nhờ chị vậy. Em thấy phiền chị quá, mà em cũng không biết làm sao. Anh em họ hàng thì ở xa hết. Ôi dào, bọn trẻ tự ăn tự chơi, lại ngoan nữa, có gì mà phiền hả chú? Vâng, cảm ơn chị. Thôi em phải đi đây, không muộn mất. Ừ, chú cứ yên tâm, không phải lo cho bọn trẻ đâu. Tú, em làm gì đó? Ba sắp về cho chị. Chị cũng không biết nữa, ba bảo đi mấy ngày cơ, mà mai là trung thu rồi, không biết ba có về kịp không nữa. Cả nhà ăn hoa quả nào. Mai là trung thu rồi, các con chắc thích lắm nhỉ? Dạ, trung thu sẽ được rước đèn, được xem múa lân ạ. Những con lân to ơi là to. Còn có rất nhiều bánh kẹo hoa quả, còn có cả những chú chó bưởi nữa, xinh ơi là xinh. Lại còn được ngắm chị Hằng, chú Cuội cùng ba nữa. Nhưng mà mai nếu không có ba thì chán lắm. Các con nhanh còn đi rước đèn nào. Bọn con không đi rước đèn đâu ạ. Sao thế? Các con thích đi rước đèn lắm mà. Bọn con chờ ba về. Nếu đi rước đèn, ba về không thấy bọn con thì sao? Bọn con sẽ ở nhà chờ ba. Muộn thế này rồi, chắc ba con không về kịp đâu. Ba con gọi cho bác bảo rằng chắc phải ngày mai ba con mới về được. Bác Hoa ơi! Là ba đó! Ba về rồi! Sao chú bảo mai mới về cơ mà? Hôm qua chuyển hàng xuống xe đã tối muộn, mà đường về nhà đi xe phải mất một ngày. Nếu nghĩ lại đến sáng nay về, thì không kịp tối nay đón trung thu với bọn trẻ, nên em đã chạy xe về luôn trong đêm. Chết! Chạy xe đường dài trong đêm nguy hiểm lắm. Dù sao cũng bình an trở về rồi mà chị. Trước nay em cứ nghĩ chỉ cần lo kinh tế, cho bọn trẻ một cuộc sống thật đầy đủ, để chúng không thiệt thòi. Nhưng hóa ra không phải. Đầy đủ vật chất sẽ không có ý nghĩa gì với bọn trẻ khi chúng thiếu thốn tình cảm. Dành nhiều thời gian, dành sự yêu thương cho bọn trẻ, đó chính là cách bù đắp cho chúng tốt nhất. Em cũng đã suy nghĩ đến những lời chị nói và quyết định sau đợt này sẽ tìm một công việc khác, không phải đi nhiều nữa, để có thời gian ở nhà với các cháu. Thật không hả bạn? Ừ, từ nay ba sẽ ở nhà với các con nhiều hơn. Thế thì tốt quá. Thôi, ba cha con chuẩn bị đi rước đèn thôi nào. Dạ, vâng ạ. Giải thưởng đặc biệt. Các em chú ý, thầy có một tin vui thông báo. Sắp tới nhà trường tổ chức giải điền kinh. Mỗi lớp sẽ có hai bạn đại diện tham gia dự thi, và hai bạn đại diện cho lớp mình sẽ là bạn Hùng và bạn Nam. Yeah. Chúc mừng Hùng và Nam nhé. Yeah. Ba mẹ tớ mà biết được tớ được dự thi vòng trường chắc sẽ vui lắm. Hôm trước ba tớ nói nếu tớ được chọn đi thi, ba tớ đang công tác cũng sẽ bay về để cổ vũ tớ. Ba mẹ tớ cũng hứa sẽ đến cổ vũ tớ. Nhưng mà sao? Mẹ tớ ốm nằm viện, ba phải ở lại bệnh viện chăm mẹ. Chắc ba mẹ tớ không thể đến xem tớ dự thi. Sẽ không có ai tới cổ vũ tớ cả. Mẹ, mẹ ơi, con được chọn tham dự giải điền kinh của trường đấy. Ôi, con trai của mẹ giỏi quá. Mẹ gọi điện cho ba ngay đi. Ba bảo nếu con được chọn đi đấu giải, ba sẽ về cổ vũ cho con mà. Ừ, phải rồi, ba con sẽ vui lắm đấy. Để mẹ gọi ba ngay nha. Vòng chạy đầu tiên 50m. Con trai cố lên, cố lên.
Con trai cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Yeah. Con trai giỏi quá. Còn một vòng chạy nữa, một vòng nữa thôi con sẽ đoạt giải nhất. Cố lên con nhé. Chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn cậu. Còn vòng sau nữa, chúng mình cùng cố gắng nhé. Ừ, mình cùng cố gắng. Thôi tớ đi chuẩn bị đây. Vòng thi tiếp theo chạy 100m. Nhìn thằng bé kìa, chạy lên trước rất nhanh. Chắc chắn nó sẽ giành chiến thắng cho bà xem. Cố lên con trai. Nhìn kìa, Hùng đang chiếm ưu thế. Tại sao lại đột nhiên chạy chậm lại thế kia? Chúc mừng cậu. Cảm ơn Hùng. Con làm sao vậy? Sắp về đích đến nơi rồi mà lại chạy chậm lại là sao? Bà thấy con thừa sức chạy về đích để giành giải nhất mà. Bà ơi, nhưng con đã có một giải thưởng rồi, còn bạn Nam chưa có mà. Bạn Nam. Ba mẹ tớ cũng hứa sẽ đến cổ vũ tớ, nhưng mà sao? Mẹ tớ ốm nằm viện, ba phải ở lại bệnh viện chăm mẹ. Chắc ba mẹ tớ không thể đến xem tớ dự thi. Sẽ không có ai tới cổ vũ tớ cả. Con trai của mẹ rất giỏi. Dù không được giải nhất, nhưng con rất xứng đáng được nhận phần thưởng đặc biệt. Ai giàu hơn? Sao ba lâu đến đón con thế? Các bạn về từ lâu lắm rồi. Chắc ba con có việc bận. Con cứ ngồi đây chơi chờ ba một lát thôi. Cô lấy sữa cho con uống nhé. Vâng ạ. À, ba đến rồi. Kìa Hoàng, đi từ từ thôi, kẻo ngã. Ba đến rồi. Con trai, chờ ba có lâu không? Sao ba đến muộn thế? Dạ, chào anh. Chào cô giáo. Xin lỗi cô giáo, hôm nay tôi có việc bận nên đến hơi trễ. Làm phiền cô giáo quá. Có việc gì đâu anh, cháu Hoàng ngoan lắm, chờ với cháu tôi cũng thấy rất vui. Cảm ơn cô giáo. Hoàng, chào cô rồi đi về con. Con chào cô. Cô chào con. Hai bố con về nhé. Ừ, xin phép cô giáo. Việc gì thế nhỉ? Chào bác tổ trưởng, có việc gì mà đứng ngoài cửa thế này? May quá anh về rồi, tôi chờ anh mãi. Có việc quan trọng đây. Việc gì chứ? Lại quyên góp tiền chứ gì? Thế có việc gì mà sổ sách lỉnh kỉnh vậy bác? Cơn bão vừa qua gây lũ lụt thiệt hại lớn cho đồng bào miền Trung, bà con trong đó đang rất khó khăn. Tôi đại diện cho khu phố đi quyên góp mỗi người một ít, gọi là lá lành đùm lá rách, ủng hộ đồng bào miền Trung, tùy tâm mọi người thôi. Tưởng gì, bác chờ chút. Đây, gửi bác. Vâng, mời anh ký vào đây. Thôi, ký cọt gì bác, không phải ký. Không được, nó thuộc về nguyên tắc, ai cũng phải ký cả. Anh cứ cho một chữ vào đây để chứng tỏ tấm lòng và còn minh bạch sổ sách nữa chứ. Thì bác chẳng bảo tùy tâm là gì, bác... Ê,
Hôm nay con lại được điểm 10 nha. Con trai mẹ giỏi quá vậy. Thế mới là con trai ba chứ. Ráng học giỏi, sau này lớn lên ba sẽ giao hết tài sản cho con. Tài sản là gì hả ba? Có ăn được không ạ? À? Là tiền và của cải đấy con. Cứ cố gắng học giỏi, muốn gì ba cũng cho. Tiền ba làm ra là dành cho con hết đấy. Thế nhà mình giàu lắm hả mẹ? Ôi con tôi, sao lại hỏi những câu ngốc như thế? Lớn lên rồi thì con sẽ biết mà. Nhà cô giáo con còn giàu hơn cơ. Con trai ngốc của ba. Nhà cô giáo còn bé tí thế, làm sao bằng ngôi biệt thự sang trọng của nhà mình chứ. Thôi ăn đi con. Không phải, nhà cô giáo con giàu hơn. Cái thằng này, thế nhà cô giáo con có cái gì mà nhà mình không có à? Nhà mình cũng có, nhưng mà cô giáo nhiều hơn. Thế là cái gì vậy con? Là tiền ạ. Làm sao con biết được là cô giáo con có nhiều tiền hơn? Thôi ăn cơm đi. Tại con thấy hôm nay bác tổ trưởng đến quyên góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt. Cô giáo đưa hẳn 50 ngàn, còn bố chỉ đưa 20 ngàn. Thế chẳng phải cô giáo giàu hơn sao bố? Cậu bé và ngọn nến. Ôi, mẹ đã về. Sao hôm nay mẹ mua nhiều đồ thế? Con trai của mẹ không nhớ sao? Hôm nay là sinh nhật của con mà. Thế mà con quên mất. Con cảm ơn mẹ. Thích quá, thích quá. Mà có cái gì đặc biệt không mẹ? Có đấy, rất đặc biệt. Hôm nay sẽ có 4 ngọn nến rất to. Mỗi ngọn nến một màu. Mẹ sẽ bày chúng ở 4 góc bàn. Ngọn màu xanh tượng trưng cho hòa bình. Ngọn màu đỏ là biểu tượng của lòng trung thành. Ngọn màu tím là biểu tượng của tình yêu. Còn ngọn màu vàng là biểu tượng của hy vọng. Mình phải lên trên kia mới xứng. Hả? Hả? Đây mới là chỗ đứng của ta. Ta chính là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tất cả thế giới này rất cần ta. Này, ngươi sai rồi. Ta mới là biểu tượng của lòng trung thành. Hơn tất cả mọi người đều rất cần ta. Tôi mới là người mọi người cần, thậm chí rất cần là đằng khác. Ngươi là cái quái gì mà mọi người cần kia chứ? Tôi là biểu tượng của tình yêu. Hãy tưởng tượng xem thế giới này sẽ ra sao nếu không có tình yêu. Hãy tính xa ra. Đây là chỗ của tôi. Đây là chỗ của tôi. Tôi lên đây trước tiên. Đây mới là chỗ của tôi. Đây là chỗ của tôi. Của tôi. Tại sao ngươi lại tắt? Cậu bé đừng khóc. Cậu có nhìn thấy tôi không? Vậy thì sao? Nến vàng vẫn còn cháy sáng. Khi nào tôi vẫn cháy sáng thì cậu có thể thắp sáng cả 3 ngọn nến kia lại. Bởi vì tôi chính là hiện thân của hy vọng. Đúng. Vọng, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.
comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.